Thưa quý vị, thưa các bạn, Vương quốc Oman có diện tích trên 309.000 km2 do có cảng biển nước sâu và vị trí địa lý thuận lợi. Tái xuất khẩu hàng hóa là một trong những hoạt động kinh tế quan trọng của Oman. Hợp tác với Oman, các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ có cơ hội thâm nhập thị trường Oman mà còn có thể thông qua Oman đưa hàng hóa xuất khẩu sang các nước và khu vực xung quanh. Tuy là thị trường có nhiều tiềm năng, song trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Oman hiện vẫn còn ở mức khá khiêm tốn. Các doanh nghiệp của hai nước còn thiếu thông tin và chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau. Về quan hệ thương mại song phương, theo số liệu thống kê năm 2016, tổng kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều Việt Nam và Oman đạt 74 triệu đô la Mỹ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Oman đạt 29 triệu đô la Mỹ, kim ngạch nhập khẩu từ Oman đạt 45 triệu đô la Mỹ. Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Oman gồm sản phẩm sắt thép, cà phê, hải sản, máy móc thiết bị và dụng cụ, phụ tùng, giày dép các loại. Việt Nam nhập khẩu từ Oman chủ yếu là kim loại thường, chất dẻo nguyên liệu, hải sản, phân bón các loại, sắt thép phế liệu các loại. Oman là một nước có quy mô dân số nhỏ ở khu vực Trung Đông nhưng có sức mua khá do có thu nhập quốc dân tương đối cao. Những năm gần đây, Oman luôn duy trì được sự ổn định chính trị, tập trung vào các hoạt động thương mại và du lịch. Quan hệ Oman-Việt Nam đang bước những bước tiến vững chắc. Hai nước đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác song phương. Trong chuyến công tác này, chúng tôi đã nghiên cứu, khảo sát thị trường và tiến hành các hoạt động giao thương, gặp gỡ đối tác là các doanh nghiệp Việt Nam nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Oman và ngược lại. Oman có nhu cầu lớn về nhập khẩu các sản phẩm nông sản, thực phẩm từ Việt Nam, trong đó có mặt hàng gạo. Trong thời gian tới, Việt Nam có thể đẩy mạnh xuất khẩu sang Oman nhóm hàng nông sản, thực phẩm, thủy sản, sản phẩm điện, điện tử gia dụng, sản phẩm nội thất, sản phẩm gỗ, gia dụng, dệt may, giày dép, máy móc thiết bị, vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị cơ khí, máy móc thiết bị ngành xây dựng, thiết bị điện. Trong lĩnh vực thủy sản, Oman đang triển khai mở rộng một số khu vực nuôi trồng thủy sản ven biển, rất cần học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam. Muốn Việt Nam cử chuyên gia sang giúp đỡ Oman phát triển ngành nuôi tôm, cá. Muốn doanh nghiệp thủy sản Việt Nam sang đầu tư tại Oman trong lĩnh vực này. Chúng tôi đã gặp được 5 doanh nghiệp Oman về thủy sản và nông sản. Và chúng tôi có những cái trao đổi thông tin về công ty cũng như là về yêu cầu của thị trường. Và họ hẹn chúng tôi là trao đổi thông tin tiếp qua những email và cung cấp thêm những thông tin về sản phẩm của chúng tôi. Và đồng thời họ cũng có yêu cầu chúng tôi là nên có những cái chứng chỉ HALAS để có thể thâm nhập được vào thị trường của họ. Thị trường Oman rất quan tâm đến các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp cao mà Việt Nam đang có những thành tựu lớn trong lĩnh vực này. Các doanh nghiệp Oman rất muốn kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hơn thị trường của mình sang Oman vì chúng tôi rất có nhu cầu. Đây cũng là cơ hội mang lại lợi ích cho cả hai bên. Do có môi trường kinh doanh thông thoáng, với những chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn của chính phủ Oman, các doanh nghiệp Việt Nam cần nghiên cứu khả năng hợp tác đầu tư, thành lập công ty tại Oman để có thể khai thác và tận dụng tốt hơn những lợi thế ưu đãi mà thị trường Oman đặt ra. Với mong muốn đẩy mạnh các hoạt động thương mại giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, Đại sứ quán Oman tại Việt Nam và Phòng Thương mại Công nghiệp Oman đã tổ chức hội thảo kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và Oman. Tại đây, các doanh nghiệp hai bên có cơ hội trao đổi, tiếp xúc và xây dựng mối quan hệ kinh doanh lâu dài. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã có cơ hội để tìm kiếm đối tác tại thị trường Oman, địa bàn xuất khẩu được xem là khá mới mẻ với những sản phẩm thế mạnh của Việt Nam như là nông sản và thủy sản. Chúng tôi đưa các nhà nhập khẩu đến Việt Nam để tiếp xúc với các doanh nghiệp ngay tại Việt Nam. Thế và thông qua các chương trình này thì các doanh nghiệp của chúng ta sẽ có cơ hội trực tiếp để tìm hiểu về các nhu cầu thị hiếu của thị trường nước ngoài ngay tại Việt Nam, cũng như là đặt được các mối liên hệ hợp tác với các nhà nhập khẩu nước ngoài. Như trong chương trình kết nối với các doanh nghiệp Việt Nam Oman hôm nay, thì qua trao đổi với doanh nghiệp thì chúng tôi cũng được thông tin từ phía doanh nghiệp là một số những doanh nghiệp đã làm việc được với các đối tác và có những triển vọng để mà thỏa thuận những điều khoản về hợp đồng xuất khẩu. Có thể thấy tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Oman còn rất lớn, bởi nền kinh tế của hai nước có nhiều lợi thế bổ sung lẫn nhau. Kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1992 cho đến nay, đã có những bước phát triển tích cực và đa dạng trên mọi lĩnh vực. Việt Nam và Oman cũng đã ký kết một số hiệp định quan trọng tạo nền tảng pháp lý cho quan hệ kinh tế hai nước phát triển như Hiệp định Thương mại vào tháng 5 năm 2004, Hiệp định chống đánh thuế hai lần và ngăn ngừa trốn thuế đối với các loại thuế đánh cao vào thu nhập tháng 4 năm 2008,
Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư tháng 1 năm 2011. Hai chính phủ đang tiếp tục nỗ lực mở rộng hợp tác song phương trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, du lịch, đồng thời cam kết vượt qua các thách thức, khai thác mọi tiềm năng và tạo những cơ hội mới vì sự hợp tác chung giữa Oman và Việt Nam.